Xin kính chào toàn thể bà con. Mình là Cao Việt của kênh Những Người Con Hải Hậu. Đợt này mình đang có công trình tại Thịnh Long. Ngày ngày nhìn vào khối công trình gần như bỏ hoang, nó gợi lại cho mình nhiều điều bồi hồi và tiếc nuối. Là tuổi thơ của rất nhiều người Hải Hậu, với tiềm năng về bãi biển đẹp, trải dài, được tập đoàn Vinasin đầu tư về cảng biển. Nhưng Thịnh Long hiện nay đang dần biến mất khỏi bản đồ của các khu du lịch biển, khi một loạt các bãi biển của các tỉnh bạn như Hải Tiến Thanh Hóa hay Cồn Vành Thái Bình nổi lên. Trên màn hình của quý vị là khu tập thể dành cho công nhân của công ty đóng tàu Thịnh Long. Vẫn có người ra vào, nhưng nhìn màu xanh mát mắt trên mái nhà, chắc các bạn cũng biết lâu rồi không được quan tâm và chăm sóc. Bãi biển Thịnh Long, khu vực các nhà nghỉ sập sệ hiện đã được phá dỡ gần như toàn bộ. Phần đê kè đã bị nước xâm thực mạnh. Mong là khi phá dỡ hết sẽ có nhà đầu tư xây dựng lại bờ kè, tạo cảnh quan đẹp thu hút khách du lịch. Tuy có nhiều điều tiếc nuối như vậy, nhưng thị trấn Thịnh Long vẫn là một trong ba đầu tàu kinh tế của Hải Hậu. Với điểm mạnh như chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản, cảng biển và du lịch, Thịnh Long vẫn có GDP vào top của huyện. Thị trấn Thịnh Long rộng khoảng 15,28 km², có khoảng 18.000 người, chia làm 22 tổ dân phố. Mật độ dân số đạt 1,2 nghìn người trên 1 km². Theo quy hoạch, đến năm 2030 sẽ ghép thêm hai xã Hải Châu và Hải Hòa, làm nên thị xã Thịnh Long. Hiện nay, tuyến đường bộ ven biển đã cơ bản hoàn thành với giao thông thuận tiện. Mong rằng thị trấn Thịnh Long sẽ trở mình trỗi dậy, mạnh mẽ và phát triển đúng như tiềm năng vốn có của nó. Mình là Cao Việt và hiện nay đang công tác trong lĩnh vực thiết kế thi công nhà đẹp trọn gói. Mọi người ai có nhu cầu tư vấn, xin liên hệ vào số điện thoại bên dưới. Nếu mọi người thấy video hay, xin hãy cho một like và một đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video hơn nữa về quê hương Hải Hậu thân yêu. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.